Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Chopic Milan ở khung nhôm carbon đến từ thương hiệu của Pháp. Cọc yên carbon luôn các bác nhé. Chiếc xe này được nâng cấp, bình thường là chiếc xe Chopic Milan là chỉ qua nguyên bộ group của Sora, nhưng mà chiếc xe này cao cấp hơn là nguyên bộ group của Shimano Tiagra. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là hình thức chiếc xe Chopic Milan. Em đánh giá chiếc xe này trên 85%, 85-90%. Xe khá là mới, xe đã qua sử dụng. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Pháp. Đây là một mẫu xe đua bán khá chạy tại cửa hàng em, Chopic Milan. Vẫn là dây âm sườn cao cấp. Những chiếc xe cao cấp thì thường được trang bị dây âm sườn, và chiếc xe này cũng được trang bị. Đây những vân nổi trên thân xe. Và riêng dòng Chopic này thì thường trên thân xe có chữ ký của nhà sản xuất các bác nhé. Đây, đấy, điều đặc biệt của dòng Chopic. Dòng địa hình hay là dòng đua đều có. Cọc yên carbon. Những chiếc vân như giả carbon nổi trên thân xe đây các bác. Vẫn là khung nhôm các bác nhé, khung nhôm siêu nhẹ. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Chopic. Chopic đi các bác. Nguyên bản theo xe. Càng carbon. Càng carbon nguyên zin theo xe của Chopic. Dưới khung xe cũng là một chữ Chopic các bác nhé. Hơi khó nhìn. Đây, Chopic các bạn thể nhìn rõ đây. Khung sau thì cũng có chữ Chopic. Bộ phanh hàm 3 mảnh của Tiagra. Đây, thích lốp. Vừa có lôi ra đi thử lốp hơi bẩn. Để lau đi. Yên nguyên bản của Chopic. Nguyên bản Chopic các bác nhé. Chữ T. Chữ T là biểu tượng của hãng. Khóa yên của Chopic. Vâng, và xe được trang bị bộ tay lắc cao cấp của Shimano Tiagra. Bên này là bên lip. Bên tay phải là bên đĩa của Shimano Tiagra. Trên đầu xe có chữ T biểu tượng của hãng này, Chopic. Bộ phanh trước cũng là đồng bộ theo xe Tiagra. Phanh 3 mảnh. Xe được trang bị bộ vành nguyên cặp của Chopic. Nguyên zin theo xe các bác nhé. Chopic đây. Thông số lốp là bảy trăm nhân 23C. Đây,
Vâng, đây lốp rất cơ bản của dòng dòng đua, giúp di chuyển nhanh hơn. Đùi đĩa 2 tầng của Shimano Tiagra, gạt đĩa của Shimano Tiagra, phủ đề cũng của Shimano Tiagra, và đây là sử dụng nguyên bộ group của Shimano Tiagra, cả bộ phanh nữa. Cùng với đấy là 10 tầng lip nguyên bản theo xe, và hai đùi đĩa 2 tầng cho xe tới 20 tốc độ. Bây giờ sẽ đo size đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 50. Size khá là phù hợp với các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Đến 1m73 có thể đi vừa chiếc xe này. Giờ em sẽ đi vào chuyển động của xe. Vâng, xe được sử dụng 10 tầng lip của Shimano, nguyên bộ group của Tiara, phủ đề Tiara đấy, chuyển động rất tốt các bạn nhé. Xuống lip, vâng, bên tay phải em là bên đĩa, đùi đĩa 2 tầng của Tiara, lên đĩa, gạt đĩa của Tiara luôn. Có thể để đĩa đây. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Chopic Milan, được trang bị nguyên bộ group của Tiara, chiếc xe đến từ thương hiệu Pháp, được trang bị khung nhôm càng carbon và cọc in carbon. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9.500.000, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết nhất với chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp, nhớ vào chiếc chuông để xem những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.